Cứ đi tự nhiên đi. Mỗi một nhà hàng thì lại có một cái nét riêng. Đây là quán dê hồn nhiên. Đây chắc là khu tổ chức sinh nhật sự kiện kia thì được hết. Đàn ông là phải có tí dê trong mình. Mình đọc nhưng mà vẫn chưa thuộc lời chỗ đấy. Đàn ông là phải có tí dê trong mình. Đấy. Mời các bạn đi vào khu lều riêng để thưởng thức một tí dê. Chú Long có cần lấy âu đá không? Cứ cho đổ rượu đi em. Cho cái bát đá đây. Đi tìm đối thủ. Một không gian thực sự là quá là yên tĩnh. Tiếng chim hót níu no luôn. Môi trường xanh sạch đẹp. Đấy, có các cái lều để ngồi riêng các lều các bạn nha. Ngon thế nhỉ, đỏ thế nhỉ. Mỗi quán lại có một cái kiểu cái nét đặc trưng riêng. Dạ, ngon lắm. Ông thấy nào, cảm nhận nào. Được không? Đánh được không? Được miếng nhờ ông nha. Xin mời.
ngon thế này không ăn. Ai nói chung là thế này cũng có thể phải thưởng thức đời biết thế nào. Đời chả biết thế nào cả, cứ phải chén được miếng nào thì cứ chén. Đây chính xác gọi là món gì em? Dê tùng xẻo à? À dê. Ăn đến đâu xẻo đến đấy ạ. À dê tùng xẻo, ăn đến đâu xẻo đến đấy. Rồi ok, okay. Đã biết à. Tên món ăn. Đấy. Xịch thế chứ. Xịch thế chứ. Nay thì nó bốc hơi đến nay thì ôi trời ơi. Nhiều khi sống trên đời thì ăn miếng rồi chó chết đi rồi biết có hay không, nhưng mà cũng ăn miếng này cũng đậm chất đấy. Làm được cái chạm được cái làm được đỏ nhưng mà nhìn thấy quay rồi đấy. Rồi quay rồi. Ăn nó ngon. Ôi cũng mời tất cả mọi người chút ra thế này mà. Đánh cái một tụn mới bằng làm bằng ấy ngon lắm. Ra chân nào mà dai kiểu sụn mới bằng 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 kiểu cái cổ họng của hũ. Ngon lắm. Mời ông Tân nhá. Mời ông Tân, mời ông Tân. Đấy nhìn này. Cái này cho mời em. Dại nó rất tòm tòm. Làm chưa? Dại nó rất tòm tòm. Dại rất tòm tòm. Khai đào, khai đào. Cháu nó bỏng. Khai đào. To. Đấy, to. Nó phải to nhưng mà nó mỏng. Cắn nó mới không bị. Ui. Chưa đạt, chưa đạt. Đây, được rồi. Thế xong đặt. Cho mà bát luôn, cho mà bát luôn. Không, không, đặt đây thì đặt. Nướng rồi, nướng. Nướng thêm à? Nướng. Nếu cho hồng thì nướng thêm. Còn chung miếng nó mới ngọt. Mỏng nhưng mà to nó mới ngọt. Đây có kéo này. Đây không đúng. Được rồi, đây đang chưa hết. Cười đi, nó đang đậm chất thì phải nhúng tay luôn cho nó ngọt, cho nó sướng cuộc đời. Đúng rồi, cái này phải nhúng tay ngon. Này, ông giữ đi. Nghe không? Đấy, cứ thả ra. Ông ăn luôn thì nó mới chất. Ý nữa đang giữ này. Đang giữ. Đây thầy. Nào. Nào, lấy bạc cái rồi. Nó giữ. Nào Tuấn đâu đi lên. Vâng, được cả ông được. Cứ các ông cứ chén trước đi. Hôm trước con thưởng thức rồi nên con biết rồi. Rồi. Nào, anh thưởng thức đi. Ôi trời ơi, thế này thì chẳng chấm. Tay. Đây, gọi đó. Đây, quay nhá. Nào mời ông nhá. Mời ông nhá. Ông làm được không? Được không? Ngon không? Quá chất, quá chất. Quá chất. Ngon quá. Quá chất. Ông vạt cả mình to ra. Xong để kéo cắt. Quá tuyệt vời. Quá chất luôn. Úi giời ơi. Ông cắt mà ngồi đây cứ dãi nó cứ ra. Nước miếng cứ rất tồm tộp. Miếng nó cứ rất tồm tộp. Ui ôi. Ui ôi, to quá này phải cắt. Đây to quá. Đây. To quá lại kéo. Nào nào Tuấn cắt ra. Cắt ra thì xong rồi bắt đầu. Cái này là ăn luôn được. Được. Đúng rồi, cho xin miếng mỏng mỏng đỏ đỏ đấy cái để ăn luôn cái. Xin miếng mỏng mỏng đỏ đỏ cái. Ăn được cái này không? Được. Ngon thế, sao không danh từ tuần chứ cứ vào liêm được. Xong rồi, chả thế mà. Thôi rồi, thế đã. Thế đã, sắp bếp vào một. Bây giờ... Bây giờ ăn đang mẹ, tôi sầm, quá. Sầm mất bếp rồi. Sầm mất bếp rồi. Thì không rồi. Anh xin mời tất cả mọi người. Dũng túng cái này lên cho em. Đấy, túng cái ra để xử lý ra. Bảo vào, bảo nó đem cái này vào đây, xác vào đây. Em ơi! Vào chưa? Chưa anh, cái này nó sập. Ừ, nó sập mất cái bếp. Anh hứng luôn nó vã đấy, nó rớt. Nó xảy ra cái gì không phải đúng kiểu. Đấy. Ok, hai ông hợp tác. Kiểu sắc phừng ngày xưa mình ở bên bên kia đấy, mình hay nấu món ăn là mình phải sắc phừng theo kiểu này. Mày đi con. Đây con đưa con đi kéo. Không đưa con kéo.
Đấy, phang ra rồi. Anh em gửi đấy. Đây, anh đang quảng cáo một món rất là ngon. Lúc nãy là mình... Thôi, mời cho ông gái đi. Nó lâu nào cái nó... Có mỗi việc thế rồi. Rượu thì đã ngon. Dưới buổi cái cô chân dài. Bạn nhà nhà. Chân dài chân dài. Đúng không? Tươi đến sớm hàng 30 năm cùng với chị. Quên. Đây bà con chưa? Em có thể em ăn bình thường con này. Đây. Đây rồi. Nó cứ xèo xèo xèo. Còn đây bên tôi gắp lên cho. Gắp lên dện ông nhiều kỳ, ăn nhiều kỳ. Đấy, cho Tuyến kéo cắt ra ngay. Đấy cho nghe. Đấy cắt để lên đây hứng tí lên đây cho nó nóng. Bò tùng xèo, dê tùng xèo. Đùi dê tùng xèo. Nhưng mà đúng đi ăn dê mai xuống hẳn dưới dưới Linh Bình rồi, cũng ăn nhiều bữa ở đấy rồi. Thế nhưng mà dưới đấy nó lại không có cái món này. Thế nhưng về đây thằng Hào nó nghĩ ra cái món này phải nói cũng là ngon. Thôi thế rồi đã không ạ? Để ăn đã. Để ăn cũng ngon. Xong rồi này, này nóng tiếp món này cũng được. Đồ trồng nhờ nuôi lên ấy luôn mà nuôi như giờ thì ông ấy thì nhờ bà Linh với nhà tôi nên anh em con bá à, con bác con bá đến những công đoạn cuối cùng đang chuẩn bị gần trở thành còn mỗi hài cốt không. Hai ông Cao Liên nhất ở buổi tiệc hôm nay phát biểu thế là tình hình thế nào? Bộ hài cốt này bây giờ có hàn xì. Tình hình cảm nhận, cảm nhận, phát biểu cảm nhận. Thì sẽ còn hài cốt nhưng mà ngon quá nên còn mỗi đúng hài cốt không. Chuẩn, câu đấy chuẩn. Một ngày được mấy năm. Vẫn còn hài cốt nhưng bây giờ còn quá ngon thì còn hài cốt không. Ăn đi. Ông Thắng thì thấy làm sao? Đúng không chưa? Ông chưa vẫn ngồi ở cái phòng này. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Vẫn có độ sướng nhất định đúng không? Đùi dê nướng than hồng, uống mãi chả say. Quá tuyệt vời. Cảm ơn hai ông đã cho ý kiến của bữa tiệc hôm nay. Xin chúc hai ông luôn luôn được sức khỏe. Luôn luôn được sức khỏe để mà còn ta còn gặp nhau nhiều những vụ tiếp theo. Cảm ơn hai ông rất nhiều. Thì cả gia đình mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. À, xin chào mọi người. We'll be right back.